Hello các bạn. Thề hôm nay là cái lần đầu tiên mà mình cảm thấy sợ cái khủng khiếp. Là kiểu là đến nỗi mà hôm nay mẹ mình phải ói, là các bạn phải hiểu rồi. Mẹ mình ói là ở trong sân bay luôn. Ấy ở trong máy bay luôn, hơi bị ghê. Kiểu là cái lúc mà mình thấy đang gần đáp rồi đó, xong rồi người ta phi thẳng lên, hơi bị sợ. Xong rồi người ta cứ đi vòng vòng vòng, đúng sợ luôn đúng không? Thế này bây giờ mình sẽ đến sân bay Tuy Hòa. Yay. Đây là sân bay Tuy Hòa. Hơi bị đẹp. Đi thôi. Thôi đi vào trong thôi. Đi vào trong bắt xe về Tuy Hòa, Phú Yên. Mọi người phải ở trong đấy mọi người mới biết gọi là cái cảm giác mà đang bay. Cái tự nhiên nó không đáp xuống. Tự nhiên nó vút lên cái, hơi bị sợ, mẹ mình còn ói nữa mà. Mà mình không ói, mình chả hiểu vì sao lại không ói. Và đây là lần thứ 2 mà mình đi đến Phú Yên các bạn. Phú Yên rất là đẹp. Đẹp thật, không đẹp giả. Cái nói nhảm gì cả. Và hai mẹ con sẽ di chuyển đi đâu đấy mình cũng chả biết nữa. Xin lỗi các bạn, em bé đang khóc. Mình đi với mẹ. Yay. Dạ đây. The next day. Đây là mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn sáng. Bây giờ mấy giờ rồi? 8:13. Nay mình ăn cả cơm gà Phú Yên thì đặc sản Phú Yên mà. Đặc sản. Về Phú Yên thì phải ăn cơm gà. Ghê chứ? Tại sao? Ngon hả? Đặc sản. Ok bây giờ mình sẽ ăn. Phở đây nhìn lạ. Ăn phở với lại ăn cơm gà cho mọi người xem. Ừ, phở đây nhìn hơi bị lạ. Phở nó không phải là bánh phở, nó như hủ tiếu vậy. Đây là cơm gà. Cơm gà Phú Yên. Oh, có gà. Có gà nè. Có nước mắm nè. Với cái gì anh, cái là gì mà? Cái rau gì? Rau răm. Khá là delicious. Thật luôn à? Và cái này là gì? Hành à? Ăn thử nhé. Yay, mình ăn xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ nào? Cái thác à? Đi xe máy. Thank you anh. Rất là nóng luôn. Mình đi xe máy cho mát. Ô tô nó cũng mát nhưng mà nó mát cái kiểu khác. Trời hôm nay đẹp anh ha. Là bình thường nó có nóng phải không anh? Có mùa này vậy thôi, em bình thường là trời ở đây mát. À. Ra đây mùa hè. Chứ không bình thường nó mát hơn hả anh? Mát đến nỗi mà sáng dậy phải có sương mù và lạnh rồi chứ. Wow, sương mù nữa hả anh? Là ở đây là trên núi hả anh hay là? Đúng rồi, đây miền núi á. À miền núi à? Bây giờ mình đi khoảng tầm vài chục cây nữa là tới Tây Nguyên rồi. Tây Nguyên đấy hả? Ghê ta. Thôi, con bay nhanh. Để đấy mình sẽ quay không? Hồ. Mình chưa có đến thác. Mình mới đến hồ. Hồ, cà phê ở hồ á. Mẹ mình đâu đâu. Chả biết mẹ mình đâu nhưng mà mình đang ở cà phê hồ. Nè, thì mình cho các bạn xem. Đây là một cái hồ. Đường ở đây rất là trong sạch và thoáng mát. Hơi bị vui. Đó. Và bây giờ mình sẽ vào trong nha. Yay!
đứng ở cạnh idol Trần Kiều Anh và mình mới gọi nó chanh dây. Ôi ở kia có mấy anh bộ đội cầm cái súng cầm hơi bị sợ. Đây đây để mình quay cho các bạn xem. Đấy mấy anh cầm súng hơi bị sợ. Nè nè. Đấy mấy anh cầm súng đi. Thôi bây giờ mình sẽ ngồi chơi một xíu uống nước. Để có gì mình sẽ quay cho các bạn. Thác là chính nha. Ở đây có gì đâu quái. Ơ hồ bơi kìa. Ôi nãy anh có bơi ở đây không? Buổi trưa á hả? Ở trường. À nó có bẩn không? Hello mọi người. Đây là mình đang đến cái chỗ diễn buổi tối để đi chơi, đi ngắm. Ở đây dưới đây có bể bơi nè. Hơi bị xịn. Vẽ đây nhiêu em? 15.000 lớn. Ờ, cũng rẻ. Như là bây giờ mọi người đang đến trước sân khấu. Thế xong rồi. Ủa? Ghê vậy trời? Bác nào? Ủa mẹ mình đi chơi cũng có quà mang về cho xài. Có quà về cho anh Huy không? Ghê trời, sao mẹ kiếm đâu ra hay vậy? Mẹ chiến ở đâu ra, mẹ chiến nhặt được ra. Mẹ đi vào mẹ tìm, mẹ nhặt tiếp mà không tìm được. Ủa? Mẹ vừa vào mẹ tìm, mẹ nhặt á. Ghê vậy? Đứng rồi. Gì? Hồ bơi có cá vậy? Hồ bơi ở đây hơi bị bự. Siêu siêu bự. Bây giờ mình và anh gì nhỉ, em quên tên rồi. Anh Kỳ sẽ đi thác gì anh? Thác Dry Tăng. Dry Tăng là tên dân tộc của anh. Đúng rồi, tên của một người dân tộc người ta đặt. Đúng rồi. Quá là hợp lý luôn. Thôi đi thôi. Được được rồi, đi thôi. Nghe ấy quá, vui quá. Ở đây nó vắng anh nhỉ? Sao tầm này chả ai ra đường này? Ở đây tầm này là người ta đi làm với đấy là em. À đi làm nông với lại. Nông với lại máy là. Đây buổi chiều khoảng tầm 5 giờ là người ta đi bộ khắp bờ hồ này á. À là cái chỗ này là chỗ đông đúc. Đúng rồi. Có thả diều không anh? Có, ở phía ngoài kia này. À, phía ngoài kia luôn hả? Đúng rồi. Ôi, vui ta. Phía đường học á. Later. Xin chào cả nhà ơi, mình đã đến thác Dry Tăng. Mọi người nghe tiếng thác chưa? Mình bắt đầu nghe tiếng của thiên nhiên rồi đó, thiên nhiên đang gọi mình rồi đó. Hình như lần trước mình tới đây rồi sao á? Nó chưa ấy rồi đúng không? Ôi. Mọi người hãy đi cùng mình nha, mọi người hãy đi cẩn thận từ từ nha, chứ không là vấp té đó. Đây đây, từ từ phải xuống đây mới wow nhỉ. Wow. Ui. Đẹp vậy trời. Ui. Thác gì mà đẹp vậy trời? Ui. Mọi người thấy gì đấy không? Đây là thác Dry Tăng. Đây nè, thác Dry Tăng để mình zoom cho mọi người xem.
Nè, đây là thác Drai Tăng. Nãy anh kia có chỉ mình nói ở nhưng mà mình nói cũng hơi không chuẩn lắm. Yay, siêu đẹp. Mọi người đi ra thác cùng mình nhá, đi chơi với mình. Mình đã ra tới thác rồi, quá là vui luôn. Ew, nhện nước. Ở đây hơi bị đẹp mọi người. Tôi không nghĩ ở đây lại đẹp như vậy. Đây. Ui. Mọi người biết hôm qua Phú Yên chào đón mình bằng một cơn mưa. Hôm nay chào đón mình bằng bằng một cơn nắng. Quá là đẹp. Mọi người thấy sao, đẹp không? Ê, cái tiếng sóng nó cứ rì rào nghe nghe hơi bị thích. Ê, nhưng mà có mấy có nhện nước á. Wow. Thác ở đây khá rộng, với lại nó có đồ ăn luôn. Có mấy cái nhà ở đây nữa nè, hơi bị vui. Mình đã đặt đồ ăn rồi, chắc là tí mới ăn. Mình mới ăn sáng nãy mà, cũng chưa đói lắm. Vui nha, nhưng mà biết vậy nãy về lấy cái dép nhở, ra đi cho nó sướng. Đặt sắn lên là nhảy nhảy nè. Ô. Ừ, bắt đầu thấy giống anh nông dân rồi. Bắt đầu mình thấy mình giống anh nông dân rồi. Bắt đầu chạm vào nước rồi. Thử chạm vào nước thử nhá. Ua, lạnh đê. Quá là lạnh luôn. Nè, mọi người thấy thác đẹp không? Điểm du lịch sinh thái Drai Tăng. Nè, mình chạm vào nước cho các bạn xem nào. Trên nước nè. Trên nước. Mát cực. Mát quá. Mát quá. Thấy vui không? Bây giờ mình sẽ cởi giày. Ây xà. Cởi giày để chơi với các em nhện nước. Siêu vui. Đây, bây giờ mình sẽ đi chơi nha. Sắn lên cao cao lên cho nó chơi cho nó sướng. Nè, nước nè. Lạnh quá. Vừa đẹp trai không, đẹp trai không? Con gì vậy? Lạnh quá. Sợ chân. Ui. Con sợ chân lắm. À, nóng chân quá. Nóng chân quá. Nóng chân. Hình như nó mát hơn xíu rồi đó. Ôi. Ây à. Ôi ô. Má. Sợ quá à. Sao đường gian nan thế nào? Đường tôi đi có quý nhân gì nhỉ? Quên rồi, quên cái câu đấy rồi.
Quái thiệt. Đau chân quá. Bắt cua. Mình thề mình không nhảy được các bạn ơi. Mình già rồi. Rừng là của tôi. Con bướm bướm. Không đi giày cảm thấy thiếu tự tin. Rồi đi đâu nữa? Ấy xe. Xí bà. Này mọi người coi mình nhảy nè. Đi lên đây hả? Uầy. Đi qua coi cái đá này hả? Ở đây con rồi. Ở trơn đây. Ở trơn quá. Xuống rồi tí sao lên lại anh? Em lên lại. Ở đây, ở đó. Em có nên xuống không? Nhảy. Mát đi trời. Anh xuống nữa hả? Chơi này không vỡ được. Ui. Mát không? Dạ mát. Mát cái khủng khiếp. Em đi như con chim cánh cụt chứ. Thôi đi xuống em mệt quá. Chịu không nổi. Bye bye nha. Bây giờ mình sẽ đi ăn, đi ăn mình sẽ thấy lại các bạn. Bye bye. I love you. Yêu. À. Bye bye. À. À. Chúa tể đừng danh là tôi. Bye bye.